Hiện nay có nhiều thanh thiếu niên họ mắc phải những chứng bệnh rất kỳ lạ. Bệnh từ đâu mà có? Đều là từ tà dâm mà có. Đều do tà dâm gây ra rất nhiều. Chúng ta cũng hy vọng các môi giới trình bày nhiều thêm về những phương diện này. Cho nên Đại sư Ấn Quang tại trong bộ văn sao có nói, hầu như mỗi một bài cũng nói đến vấn đề này. Cho nên Ngài suốt đời cực lực đề xướng giáo dục nhân quả. Trước kia chúng tôi biết nhân quả rất quan trọng, nhưng không chú trọng như Ngài vậy. Vào năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, do Pháp sư Thánh Hoài và cư sĩ Tạ Đạo Liên ở Hồng Kông, họ hai người thỉnh mời tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Lần đó tôi đến Hồng Kông thời gian cũng khá dài. Năm đó tôi ở Hồng Kông 4 tháng giảng kinh Lăng Nghiêm. Ở tạm trong thư viện Phật giáo Trung Hoa của lão Pháp sư Đạm Hư, thành lập ở đường Giới Hạn Cửu Long. Cho nên thì có duyên xem thấy số kinh sách mà lão Pháp sư Đạm Hư thu tập của Đại sư Ấn Quang xuất bản. Đại sư Ấn Quang có một quần hóa xã, trên thực tế tức là xuất bản xã cũng gọi là quần hóa xã. Lúc đó chúng tôi mới biết rõ Đại sư Ấn Quang, Ngài rất có tiếng tâm, được mọi người rất tôn kính. Ngài nhận sự cúng dường của tứ chúng, tự mình không có dùng đồng sư nào cả, toàn bộ dùng vào việc gì? Ngài dùng để in kinh bố thí. Ngài chuyên làm việc này, toàn bộ dùng để in kinh, lưu thông pháp bảo. Ngoại trừ in kinh Phật ra, Ngài cũng in tất cả sách thiện, in kinh luận sách thiện. Tôi ở trong thư viện, ban ngày không có việc gì làm, giảng kinh Lăng Nghiêm tôi rất thuộc. Cho nên thì giờ chuẩn bị bài giảng rất ít, bởi vì tôi ở Đài Loan đã giảng qua một lần, cho nên đến Hồng Kông là giảng lần thứ hai, rất thoải mái, dễ dàng. Khi thấy kinh sách trong quần hóa xã của Đại sư Ấn Quang, bởi vì thầy Lý được Đại sư Ấn Quang truyền pháp môn Tịnh Độ cho thầy, thì Đại sư Ấn Quang là tổ sư của chúng tôi. Khi tôi thấy được kinh sách của tổ sư thì đặc biệt thân thiết. Tôi xem kinh sách, khi tôi cầm kinh sách, điều đầu tiên là tôi phải xem trang bản quyền. Nếu trong sách có in 8 chữ đã có bản quyền không được in lại, thì tôi không xem quyển sách này. Tôi liền bỏ xuống, không xem nó. Có người hỏi tôi, vì sao không xem? Tôi nói người này tâm lượng quá nhỏ, rất ích kỷ, họ viết văn chương nhất định là không hay, tôi không muốn lãng phí thời giờ. Tôi có một thói quen như vậy. Cũng là điều kiện đầu tiên tôi xem sách, trước tiên tôi phải xem trang bản quyền. Trong quần hóa xã của Đại sứ Ấn Quang xuất bản kinh sách, tôi thấy trong trang bản quyền khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có ba loại sách, có ba bộ. Một bộ là Liễu Phàm Tứ Huấn, một bộ là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, còn một bộ khác chính là An Sĩ Toàn Thơ. Tôi thấy trong trang bản quyền in ba loại sách này, mỗi lần in một bản ít nhất là 5.000 cuốn, không ít hơn 5.000 cuốn. Theo thông thường đều là in 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn đến 5 vạn cuốn. Ngài in một lần nhiều như vậy, vả lại đã in bao nhiêu bản? Ngài liên tục in, tính xem có gần mười mấy 20 bản. Tôi có thống kê thử, in 3 loại sách này, Ngài ấn tống 3 loại sách này
tôi thống kê khoảng chừng ít nhất có 3 triệu cuốn. Ngài trong thời đại đó in một số lượng nhiều như vậy lại không phải là in kinh Phật. Ba loại sách này đều không phải là kinh Phật. Thì tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Tôi suy nghĩ vì sao Ngài in nhiều như vậy. Tôi suy nghĩ hết 2 tuần thì mới hiểu rõ, Ngài vì muốn giáo dục nhân quả. Tôi lại xem bộ văn sao của Ngài. Ngài tại trong bộ văn sao có nói Ngài suốt đời đề xướng giáo dục nhân quả. Còn ông Chu An Sĩ, ông cũng có nói 2 câu khiến cho tôi hoàn toàn đã hiểu rõ. Ông Chu An Sĩ, Ngài nói rằng mọi người tin nhân quả thì thiên hạ thái bình, mọi người không tin nhân quả thì thiên hạ đại loạn. Cho nên tôi mới hiểu rõ ý của tổ sư nói muốn cứu vãn xã hội ngày nay, điều quan trọng nhất là giáo dục nhân quả. Con người mà hiểu được luân lý đạo đức thì không dám làm việc ác. Thế nhưng cái đó vẫn không chắc chắn. Tại vì sao? Vì khi gặp phải danh vọng lợi dưỡng thì sẽ động tâm. Nếu mọi người tin nhân quả thì cũng như ông Phạm Tông Yêm vậy, gặp được một số vàng nhiều như vậy mà ông không động tâm, vì ông tin nhân quả. Trong mạng quý vị có tài, muốn bỏ cũng bỏ không được. Trong mạng quý vị không có tài, muốn lấy cũng lấy không được, vì không phải của quý vị. Tài không phải của mình thì không động tâm. Đây là chính xác. Cho nên ngày nay sự giáo dục quan trọng nhất là gì? Là giáo dục nhân quả. Bởi vì hiểu được nhân quả thì không dám làm việc ác. Cho nên chúng ta thấy 2 chữ tà dâm này thật là đáng sợ. Tà dâm là căn nguyên động loạn của toàn cả xã hội ngày nay. Tà dâm cũng là căn nguyên của tất cả thiên tai nhân quả. Đây không phải là chuyện nhỏ. Giới thứ tư là vọng ngữ. Không vọng ngữ tức là không nói láo thì người này có thành tín. Quý vị ở trong xã hội tự nhiên sẽ được mọi người tín nhiệm, mọi người tôn kính quý vị, ủng hộ quý vị, sự nghiệp của quý vị sẽ được thuận lợi. Cho nên sự thành tựu của một đời người, điều quan trọng nhất là phải được mọi người ủng hộ. Muốn được mọi người ủng hộ, điều đầu tiên là phải có thành tín. Chúng ta phải làm thế nào xây dựng được thành tín? Trong mối quan hệ giữa người với người phải làm thế nào là không sợ thiệt thòi, không sợ lừa gạt. Người khác đến mượn đồ hoặc là mượn tiền của chúng ta, trong tâm không nên nghĩ rằng họ sẽ trả lại cho quý vị thì không có chuyện gì. Quý vị sẽ rất vui sướng nếu trong tâm cứ nghĩ họ phải trả lại ta, vậy thì tốt nhất không nên cho họ mượn. Cho nên bao nhiêu năm nay tôi qua lại với mọi người, lúc giúp cho mọi người tôi thì tôi nghĩ như vậy: tôi có khả năng giúp cho quý vị thì tôi giúp cho quý vị. Quý vị có trả lại hay không tôi không để trong tâm. Trả lại rất tốt, không trả lại cũng rất tốt. Mối quan hệ giữa người với người sẽ không bao giờ tan vỡ, cũng sẽ không tạo thành quan quan tương báo. Giữa người với người có quan quan tương báo đều là do 2 thứ tài và sắc gây ra.
Quý vị phải buông bỏ tài và sắc thì quý vị được tự tại. Cho nên không vọng ngữ là của con người sống trong xã hội này. Giữa người với người cư xử với nhau là một điều kiện cơ bản nhất. Cổ nhân Trung Quốc có nói: nhân vô tín tắc bất lập, tức là quý vị không có thành tín thì không có chỗ đứng trong xã hội. Thế nhưng hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội này là một xã hội gạt người. Tìm được một người có thành tín thật là hiếm có, vả lại người thành tín này sẽ bị người ta cười là thằng khờ. Thế nhưng quý vị nên biết, lão tổ tông có nói người khờ có phước khờ. Đúng không sai là thằng khờ, nhưng nó có phước khờ. Còn người khôn ngoan lanh lợi, vì sao họ có ác báo? Họ không có phước khờ, vẫn là thằng khờ tốt hơn. Chúng ta phải nên học tập. Tôi theo thầy Lý 10 năm là theo ngài học kinh giáo. Ngài thường nói với chúng tôi rằng, khi nói đến học ngu, ngài cũng muốn học ngu, ngài suốt đời muốn học ngu cũng học không thành. Tại trong Phật pháp, người thật sự ngu hết chỗ nói, họ niệm Phật không một ai mà không được vãng sanh. Vả lại tướng lành vãng sanh đặc biệt tốt đẹp. Tại vì sao? Nếu dùng lời hiện nay mà nói, đầu óc của họ giản dị, họ không có vọng niệm, họ cái gì cũng không nghĩ, suốt ngày đến tối chỉ nhớ niệm A Di Đà Phật. Nhớ niệm được 2-3 năm thì A Di Đà Phật hiện đến, họ biết trước ngày ra đi, tự tại vãng sanh. Giống như vị đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhàn vậy. Ông là thợ vá chảo, niệm Phật đứng mà ra đi, ông đứng mà vãng sanh. Sau khi vãng sanh, ông vẫn còn đứng ở đó 3 ngày, đợi lão pháp sư Đế Nhàn đến làm hậu sự cho ông. Đây là chuyện không dễ gì làm được. Ông đã đứng ở đó 3 ngày. Bởi vì ông sống ở dưới quê, giao thông không thuận tiện. Lão pháp sư Đế Nhàn thì ở chùa Quán Tông. Khi ông đã vãng sanh thì có số tín đồ phải báo cho chùa Quán Tông biết. Họ đi bộ, vừa đi vừa về, phải mất 3 ngày, vì không có giao thông công cụ. Đây là sự thật, không phải là giả. Có rất nhiều người họ niệm Phật vãng sanh cũng được như vậy. Còn có một vị vãng sanh ở tại Tân Gia Ba. Lúc tôi còn ở Tân Gia Ba, vị lão lâm trưởng Trần Quang Biệt ở Tân Gia Ba. Ông Trần Quang Biệt là một tín đồ của Phật giáo, thế nhưng ông không biết cái gì là Phật giáo, chỉ là một tín chúng thông thường mà thôi. Đến lúc ông sanh bệnh thì ông mới nghe kinh. Ông nằm trên giường bệnh, không thể đi ra ngoài. Ông hỏi cư sĩ Lý Mộc Nguyên trong đạo tràng cư sĩ Lâm, pháp sư Tịnh Không giảng kinh, nghe nói có băng giảng video phải không? Hình như lúc đó chỉ có băng giảng video, vẫn chưa có dĩa VCD. Cư sĩ Lý Bọc Nguyên nói có. Ông nói vậy thì nhờ anh đem những bộ băng giảng video đó cho tôi nghe xem. Sau khi đem pháp bảo đến nhà ông mỗi ngày nghe 8 tiếng đồng hồ. Sau khi nghe xong 8 tiếng đồng hồ thì ông niệm A Di Đà Phật. Niệm mà rồi thì đi ngủ. Lúc ông thức dậy không nghe kinh thì là niệm Phật. Trải qua 2 năm dụng công như vậy thì ông cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên hay là ông muốn đi vãng sanh. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói không được, lúc này ông không được đi vãng sanh. Nếu ông đi rồi thì đạo tràng cư sĩ Lâm sẽ loạn, vì nhân sự trong đạo tràng cư sĩ Lâm không ổn định. Xin ông
lúc này không nên ra đi. Thì ông đã nhận lời. Lại trải qua 2 năm, tức là ông đã dụng công niệm Phật hết 4 năm. Lúc đó nhân sự trong đạo tràng Cư Sĩ Lâm đã được ổn định. Ông yên lòng ra đi. Trước 3 tháng, khi ông đi vãng sanh, người nhà của ông nói với tôi rằng ông đã viết ngày tháng trên một tờ giấy. Hình như ông viết là ngày mùng 7 tháng 8 là ngày hôm đó. Ông đã viết 10 mấy lần. Ông đã viết trên giấy 10 mấy lần ngày tháng đó. Người nhà không biết là ý nghĩa gì, cũng không dám hỏi ông. Đúng ngày hôm đó ông đi vãng sanh, tức là ông đã biết trước 3 tháng ông đã viết 10 mấy lần ngày tháng đó trên một tờ giấy. Tức là ông đã biết trước ngày giờ của mình ra đi. Trước một ngày khi ông đi vãng sanh, ông đến tìm tôi và tôi truyền tam quy y cho ông. Ngày hôm sau thì ông đi vãng sanh. Sau khi ông vãng sanh rồi thì xảy ra một chuyện lạ. Sau khi ông đã vãng sanh rồi thì các đồng tu trong lớp bồi huấn, họ chia 4 người thành một nhóm thay phiên giúp ông hộ niệm ngày đêm không gián đoạn. Thì có một nhóm học viên trở về. Lúc họ trở về, trong liên xã có một vị nữ cư sĩ tên là Đỗ Mỹ Tuyền. Cô ta bị trúng tà, tức là bị hồn ma nhập vào thân, trong miệng phun ra bọt trắng. Thì nói rằng hồn ma nói cái gì? Hồn ma nói họ là quan thân trái chủ của lão lâm trưởng Trần Quang Biệt, nhân số rất nhiều. Họ nói hôm nay họ thấy được lão lâm trưởng vãng sanh về cực lạc thế giới. Họ rất vui mừng và nói chúng tôi không muốn báo án nữa. Và họ yêu cầu. Họ yêu cầu cái gì? Họ yêu cầu nghe kinh. Họ đến đạo tràng Cư Sĩ Lâm muốn nghe kinh. Họ cầu quy y, đây là việc tốt. Họ cầu thọ quy y thì chúng tôi lập tức chứng minh truyền thọ tam quy cho họ và cho họ đến nghe kinh. Thì người trong đạo tràng Cư Sĩ Lâm nói với họ rằng trong giảng đường có giảng kinh, các vị có thể vào trong giảng đường nghe kinh. Nhưng họ nói trong giảng đường ánh sáng quá mạnh, họ chịu không nổi. Họ yêu cầu nghe kinh trong chai đường, tức là trong phòng ăn. Trong phòng ăn mở băng giảng kinh Địa Tạng. Đây là họ yêu cầu chỉ định muốn nghe kinh Địa Tạng ngày đêm không gián đoạn. Chúng tôi đã mở băng giảng suốt 2 tháng. Có lẽ họ thấy điều đi vãng sanh. Các đồng tu trong Cư Sĩ Lâm ai nấy đều biết chuyện này. Cho nên quý vị thật sự niệm Phật, thật sự tu hành thì chắc chắn được vãng sanh. Quan thân trái chủ nhìn thấy quý vị, họ không còn báo oán nữa. Họ muốn theo quý vị học tập để được thơm lây. Cho nên họ đều đến đạo tràng Cư Sĩ Lâm nghe kinh niệm Phật. Đây là chúng tôi đích thân trải qua. Một giới sau cùng là uống rượu. Rượu có thể làm mê hoặc người. Trong 5 giới, 4 giới phía trước là thuộc về tánh tội. Quý vị không thọ giới, hễ phạm cũng có tội. Thế nhưng uống rượu thuộc về già tội. Không thọ một giới này, uống rượu thì không có tội. Không như 4 giới phía trước, hễ phạm 4 giới phía trước, không kể quý vị có thọ giới hay không, đều có tội. Thọ giới thì có 2 lớp tội, bởi vì có phá giới tội. Uống rượu là thuộc về già tội. Già là gì? Là ngăn ngừa, sợ quý vị uống rượu sai rồi thì phạm 4 giới phía trước. Tức là ý nghĩa này. Nếu quý vị uống rượu mà không phạm 4 giới phía trước thì không có chuyện gì. Thế nhưng vì sao nhất định phải giữ giới không uống rượu? Vì phải làm một tấm gương tốt cho đại chúng xã hội xem. Là cái ý nghĩa này. Cho nên lúc thầy Lý giảng bài cho chúng tôi,
Ngài giảng đến giới uống rượu trong ngũ giới thì Ngài nói, giả như tủ lượng của mỗi một người chúng ta đều như ông Trịnh Khang Thành vậy, chắc có lẽ Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không chế định giới điều này. Ông Trịnh Khang Thành là bậc đại nho của đời nhà Hán, ông là học trò của Mã Dung. Mã Dung biết người học trò này tương lai nhất định sẽ giỏi hơn mình. Người học trò này tương lai sẽ thành tựu chắc chắn trội hơn mình. Làm thầy cũng có tâm ganh ghét, không hy vọng có học trò giỏi hơn mình. Cho nên thầy Mã Dung dẫn theo một nhóm học trò, lúc đưa ông Trịnh Khang Thành về nhà, ở tại Thập Lý Trường Đình bày tiệc tiễn đưa ông. Mỗi một người dâng cho ông 3 ly rượu. Ông liên tiếp uống hết 300 ly. Sự tích uống 300 ly rượu là từ ông Trịnh Khang Thành mà ra. Mục đích của thầy Dung là cho ông uống say, rồi sau đó trên đường về muốn mưu hại ông. Thế nhưng ông đã uống hết 300 ly rượu mà không say. Ông vẫn còn rất tỉnh táo, không có mất lễ tiết chút nào. Đây mới thật là hải lượng. Trong lịch sử chắc chắn không có người thứ hai. Đó mới thật là hải lượng. Ông thông minh tuyệt đỉnh. Ông biết sẽ đi con đường nào về nhà. Ông đi không bao xa thì rẽ qua con đường nhỏ đi về nhà. Về sau ông trở thành một bậc đại nho uyên bác. Trong bài Tam Lễ của Thập Tam Kinh là do ông làm chú giải, cho nên mới có sự tích uống rượu 300 ly. Khai duyên của giới rượu đặc biệt nhiều. Thuốc bắc trong Trung Y dùng rượu rất nhiều, có thể dùng làm thuốc, đó là khai duyên. Dùng rượu làm thuốc là khai duyên. Trong nhà Phật thật là từ bi đối với những người lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên. Người xuất gia 70 tuổi trở lên, thân thể không được khỏe mạnh, uống rượu có thể giúp cho máu của họ tuần hoàn, cho nên có thể uống rượu. Nhưng phải có chừng mực, chỉ được uống một ly, không được uống nhiều. Quý vị coi như dùng thuốc vậy, cho nên có thể uống rượu. Ngoài ra, lúc xào nấu thức ăn cũng có thể dùng rượu làm gia vị, cũng có thể dùng rượu xào nấu chung với thức ăn. Cho nên dùng rượu rất có nhiều khai duyên. Nhưng như trong buổi tiệc cũng có rượu, chỉ được uống một ly. Quý vị nghĩ xem, chỉ cần không uống say thì được, có thể uống. Phần nhiều là các cư sĩ tại gia đãi tiệc, mời đại chúng đến dự tiệc thì có thể uống. Tôi cũng gặp phải mấy lần. Lần đầu tiên là ở tại Bắc Kinh, tiệm cơm quốc tế, gặp phải một vị đồng tu. Ông là Hoa Kiều Mỹ Quốc. Ông ở Bắc Kinh cử hành hôn lễ cho con trai của ông. Con dâu của ông là người Nhật Bản. Ông ở Bắc Kinh làm nghề buôn bán, cho nên có nhiều quan chức của trong chính phủ Trung Quốc đều đến dự tiệc. Ông phó chủ tịch Hiệp Thương làm chủ hôn cho con trai ông. Ngày hôm đó, tôi từ trên lầu thang đi xuống, ông đi lên, chúng tôi đã gặp nhau. Sau khi gặp nhau, ông liền nắm tay tôi dẫn đi. Cho nên tôi nhìn thấy phía bên người Nhật Bản không ít, tức là phía bên cô dâu, phía bên chú rể cũng có rất nhiều người. Ông cũng mời tôi làm chứng hôn lễ, cho nên thành ra có hai người làm chứng hôn lễ, được một tăng một tục hai người làm chứng hôn lễ. Vị làm chứng hôn lễ đó, tên của ông ta tôi cũng nghĩ không ra.
Ông ta là cha của Lâm Đại, là nữ minh tinh Lâm Đại. Có lẽ quý vị đều biết là cha của Lâm Đại. Ngày hôm đó, chúng tôi tại trong trường hợp đó gặp mặt. Ông nắm tay tôi đến bàn ngồi, đương nhiên không có chuẩn bị đồ chay. Ngồi xuống rồi phải làm sao đây? Chỉ ăn rau bên cạnh thịt. Trước mặt một ly rượu. Tôi cũng như họ vậy, cũng nâng ly với họ. Họ nhìn thấy thì hỏi tôi, Phật giáo có thể uống rượu được hay không? Tôi nói có thể uống, chỉ cần uống không say thì không sao. Họ nói như vậy thì có thể học Phật Pháp. Cho nên nhân các cơ hội đó, tôi đem Phật Pháp giới thiệu cho họ, để cho nhiều người đều tiếp xúc được Phật Pháp. Đây cũng là một cơ duyên, một nhân duyên. Chúng tôi không bỏ mất cơ hội hoằng pháp. Quý vị thấy, có các vị quan chức cao của Trung Quốc, bình thường không dễ gì gặp được họ. Lại còn có các quan chức đại sứ của Nhật Bản ở Trung Quốc cũng để cho họ hiểu rõ cái gì gọi là Phật Pháp. Họ đã nêu ra một vấn đề hỏi tôi, thì tôi giải đáp cho họ. Họ hỏi đối với sự ăn chay và uống rượu trong nhà Phật, thì tôi giải thích một cách rõ ràng cho họ nghe. Họ nói thì ra là như vậy, chúng tôi cũng có thể làm được điều này, chỉ cần không uống say thì được. Cho nên Phật Pháp đích thật là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Phật Pháp là hoạt bát sống động, mỗi một giới điều cũng là sống động. Khai và trì phạm gọi là khai giới, không phải là phá giới mà là khai giới. Lúc có cơ duyên thì phải biết khai. Nếu không khai thì quý vị cũng là sai. Lúc nên trì thì phải trì. Nếu quý vị không trì cũng là sai. Hoàn toàn phải xem trong trường hợp nào. Đây là tôi gặp phải trường hợp như vậy. Tôi còn có một người bạn, cũng là người đồng hương. Chúng tôi từ nhỏ cùng ở trong nông thôn. Nông trại của anh ta và nông trại của tôi có thể nhìn thấy, cho nên khoảng cách cũng không xa lắm. Anh ta nói với tôi một câu chuyện. Trong thời kỳ kháng chiến, họ theo toán đái lập, tức là làm đặc công, làm công tác đặc vụ ở Nam Kinh. Họ bị người Nhật Bản phát hiện, tức là bị bia hiến binh Nhật Bản phát hiện. Họ có hai người, nếu bị Nhật bắt thì họ nhất định sẽ bị tử hình và lại chết một cách thê thảm. Họ hai người chạy đến Vũ Hoa Đài bên ngoài Trung Hoa Môn, nơi đó có một ngôi chùa. Họ chạy vào trong chùa tìm lão hòa thượng, cầu lão hòa thượng cứu họ. Lão hòa thượng lập tức cạo đầu cho họ và bảo họ mặc áo tăng bào. Lúc đó đại chúng ở trong niệm Phật đường niệm Phật, bảo họ hai người đi vào theo đại chúng niệm Phật. Không bao lâu thì bọn hiến binh Nhật Bản đến bao vây ngôi chùa. Chúng lục xét khắp nơi nhưng tìm không thấy. Nhờ vậy lão hòa thượng đã cứu họ, đã cứu mạng của họ hai người. Sau khi kháng chiến thắng lợi, họ trở lại ngôi chùa đó tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng vẫn còn tại thế. Họ vì muốn cảm ơn lão hòa thượng đã cứu mạng họ, nên họ bày tiệc thỉnh mời lão hòa thượng đến ứng cúng. Sau khi lão hòa thượng đến thì họ mới nghĩ đến lão hòa thượng là người ăn chay. Hôm nay trên bàn tiệc toàn là gà vịt cá thịt, những thứ đồ mặn này phải làm ra đây. Khi mọi người đều ngồi xuống thì lão hòa thượng rất là phi thường. Lão hòa thượng cũng nâng ly cùng ăn mặn với mọi người, khiến cho họ khâm phục năm vóc sát đất. Đây mới đúng là Phật giáo chân chánh. Lão hòa thượng nhân cơ hội này độ hóa nhóm người này. Nhóm người này thấy điều reo được chủng tử của Phật Pháp. Trong giới luật gọi là gì? Gọi là khai duyên, không phải là phá giới mà gọi là khai giới. Hay nói cách khác, có thể hy sinh cá nhân mình mà thành tựu cho người khác. Đây là bậc có trí huệ chân thật, cho nên họ mới biết trong Phật môn thật là vĩ đại. Không phải người thông thường mà có thể tưởng tượng được. Người thông thường họ có quan niệm sai lầm.
Họ không biết Phật Pháp là hoạt bát sống động. Phật tại trong kinh này chỉ dạy cho chúng ta phải đoạn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tức là đoạn ngũ ác, tu ngũ thiện. Mặt phải của ngũ ác chính là ngũ thiện, tức không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì gọi là tu ngũ thiện. Tu học Phật Pháp, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, tông môn hay giáo hạ, căn bản của Phật Pháp chính là năm điều này. Cho nên Phật Pháp cùng với Nho giáo, cùng với Đạo giáo, trong căn bản tu học đều là tương đồng. Làm thế nào đem Phật Pháp thực hiện được cụ thể trong cuộc sống hàng ngày? Nay chúng tôi đề xướng đệ tứ quy của nhà Nho và thái thượng cảm ứng thiên của nhà Đạo, cùng với thập thiện nghiệp đạo của nhà Phật. Đây là ba cái nền tảng của Nho Thích Đạo trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Vào thời xưa, chúng ta có thể nói trên hình thức thì có Nho Thích Đạo, mà trên thực tế không có cách nào phân chia. Họ đều tu học. Vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông chúng ta là Đại sư Huệ Diễn, Hổ Khê Tam Tiếu, đó chính là Nho Thích Đạo. Ông Đào Uyên Minh là Nho, ông Lục Đạo Sĩ là Đạo, và Đại sư Huệ Diễn tức là Nho Thích Đạo. Họ là bạn bè, cả ba đều học. Quý vị nên biết, xưa kia người xuất gia trước khi chưa học Phật, họ đều học qua Tứ Thư Ngũ Kinh. Họ biết được, không phải không biết. Sách của Lão Trang họ nhất định đọc qua. Họ cũng học kinh sách của nhà Đạo, cũng học kinh sách của nhà Nho và Phật Pháp. Nhà Nho họ cũng đọc kinh, họ cũng học kinh Phật, họ cũng đọc sách của Lão Trang. Còn Đạo Trưởng họ cũng học Nho, cũng học Phật. Cho nên trên thực tế, kinh sách của ba nhà họ cả thể đi học tập. Hình thức bên ngoài thì có phân chia Nho Thích Đạo, bên trong sớm đã dung hợp thành một thể. Đây là sự đặc sắc của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cho nên nay chúng tôi khuyên bảo các đồng tu phải đắp ba cái nền tảng này. Đạo lý là ở tại chỗ này. Còn tu ngũ giới, từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, đều phải tuân giữ. Phật còn phải tuân giữ hay sao? Phật tuân giữ là Phật làm tấm gương cho mọi người xem. Nếu Phật không tuân giữ ngũ giới này, thì người khác họ không tin lời Phật nói, thì người khác họ sinh lòng hoài nghi. Cho nên Phật cũng phải tuân giữ ngũ giới. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cuộc sống hàng ngày của Phật đều là làm cho mọi người xem. Ngài hà tất phải tu lối khổ hạnh như vậy? Nếu học Phật mà phải tu khổ hạnh như vậy, thì người thế gian còn ai dám muốn học Phật, khiến cho người ta không dám tiếp xúc Phật Pháp. Phật tại trong kinh thường nói với chúng ta rằng mục đích học Phật là gì? Là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.
Chúng ta là vì mục đích này mới phát tâm tu học Phật Pháp. Cuộc sống vật chất cực khổ, thông thường người trong xã hội họ đã nghĩ sai, nghĩ rằng tu hành rất cực khổ, mà trên thực tế cuộc sống tu hành càng đơn càng giản dị thì càng vui sướng. Vì quý vị chưa có nếm được mùi pháp vị. Nếu quý vị nếm được pháp vị thì mới biết là chân lạc. Quý vị thấy cuộc sống của Phật thường ở ngoài trời, một ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây. Ngài không sợ mưa nắng gió thổi. Thân của Phật là thân gì? Là thân kim cang bất hoại. Chúng ta không có cách nào sánh với Ngài. Nếu chúng ta ở ngoài trời chỉ một đêm thôi, ngày hôm sau chắc chắn phải đến bệnh xá. Chúng ta làm sao sánh với Ngài? Vì vậy Phật luyện thành tu thành thân kim cang bất hoại, suốt đời không thay đổi. Thật tại mà nói, cuộc sống của Phật rất hoạt bát, rất từ bi. Vườn hoa biệt thự của các quốc vương đại thần, họ đem cúng dường cho Phật, Phật tiếp nhận để làm nơi thuyết pháp. Như Tịnh Xá Trúc Lâm và vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, đó đều là những nơi có phong cảnh rất là tốt đẹp. Phật ở hai nơi đó đã giảng kinh thuyết pháp rất nhiều lần. Khi Phật rời khỏi thì tất cả tài sản thảy đều trở về với chủ cũ, tức là hiện nay chúng ta nói Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp nhận là quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu. Nếu Phật tiếp nhận quyền sở hữu thì 1.255 vị tỳ kheo sẽ đánh nhau. Tại vì sao? Vì muốn giành tài sản, muốn giành địa vị. Nay Phật không có tài sản, cho nên tâm của mọi người đều là định. Lúc Phật diệt độ là ở ngoài trời, tại Sa La Sông Thọ, tức là ở giữa hai cây Sa La, không phải ở trong nhà. Đây đều là Phật thị hiện cho chúng ta thấy. Có nghĩa là gì? Là Phật đã buông bỏ triệt để. Mỗi ngày Phật dạy chúng ta buông bỏ, Ngài cũng đã thật sự buông bỏ. Mỗi một ngày cuộc sống của Phật nay chúng ta đã hiểu rõ. Ngài đang trụ ở đâu? Ngài đang trụ ở trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Sao chúng ta không thấy đích thật Ngài trụ trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ? Tại vì sao? Phật có nói hai câu nhưng chúng ta không để ý. Tướng do tâm sanh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân kim cang bất hoại là do tâm sanh. Cảnh chuyển theo tâm. Chúng ta nhìn thấy cảnh này là hoàn cảnh không tốt, nhưng Phật thấy cảnh này là hoàn cảnh rất tốt, Ngài chuyển được. Chúng tôi nêu ra một ví dụ rõ rệt nhất như đi khất thực. Người ta cúng dường một bát cơm. Một bát cơm này không phải là của một nhà, phải xin mấy nhà thì mới được một bát cơm này. Thông thường Phật dạy các tỳ kheo đi khất thực có thể xin 7 nhà. Nếu xin hết 7 nhà mà cơm không đủ ăn thì không được xin nữa, tức không được đến nhà thứ 8. Tại vì sao? Vì quý vị đã có lòng tham, tuyệt đối không được xin nhiều hơn 7 nhà. Nếu xin 2-3 nhà mà cơm đã đủ ăn thì không cần đến nhà thứ 4. Nay chúng ta đã hiểu Phật đi khất thực, những thức ăn mà người ta cúng dường cho Ngài, thức ăn mà vào trong miệng Ngài đều biến thành diệu vị, Ngài biết chuyển. Thì như tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm như vậy, ông ta dùng tâm thiện đối với nước, Phật cũng dùng ý niệm thiện đem tất cả hết thảy thức ăn đều biến thành mỹ vị tốt nhất.
Chúng tôi đọc trong kinh điển có nói, Thích Ca Mâu Ni Phật trên đường gặp phải người ăn mày. Người ăn mày thấy được Phật, họ liền nghĩ đến trong đời quá khứ của họ không có tu phước, đời này bần cùng, phải làm người ăn mày. Nay gặp được Phật, Phật là bậc vô thượng phước điền, họ gấp rút đem thức ăn đã xin được đem cúng cho Phật. Thật ra thức ăn đó của họ rất khó ăn, vì mùi vị đã biến thành chua rồi. Thế nhưng Phật cũng tiếp nhận và ăn tại chỗ cho họ thấy. Khi Phật vừa tiếp nhận, ý niệm của Phật vừa chuyển, thì thức ăn biến thành mỹ vị. Người ăn mày và Phật cùng ăn một thức ăn, không phải là một mùi vị. Này chúng ta hiểu được đạo lý này, đó là cảnh chuyển theo tâm. Hiểu rõ cái đạo lý này rồi, thì chúng ta biết được thân thể của chúng ta tự mình có thể chuyển biến. Bệnh tật từ đâu mà có? Bệnh tật là từ ý niệm bất thiện và hành vi bất thiện mà có. Nếu tâm thái vừa cải biến thì tự nhiên hết bệnh. Đi khám bác sĩ cũng được, không khám bác sĩ cũng được, tự nhiên sẽ hết bệnh. Hiện nay chúng ta đang sống trên quả địa cầu này, xảy ra nhiều tai nạn như vậy. Nếu tâm thái của chúng ta tốt thì có thể tránh khỏi tai nạn, không bao giờ xảy ra, nào là động đất, gió bão, hạn hán, lũ lụt, thấy điều không có những tai nạn này, mà là mưa hòa gió thuận. Có tai nạn toàn là do lòng người mà ra. Cho nên Thế Tôn tại trong kinh, vì chúng ta giới thiệu Tây Phương cực lạc thế giới trang nghiêm tốt đẹp như vậy, và Phật tại trong kinh Lăng, trong kinh Hoa Nghiêm giới thiệu cho chúng ta thật báo trang nghiêm độ của Tỳ Lô Giá Na Phật. Lúc tôi đang giảng kinh, thần hay nhắc nhở các đồng tu cực lạc thế giới cùng với cõi thế gian này chúng ta không có khác biệt, hoàn toàn là giống nhau. Nếu quý vị nói có khác biệt như vậy thì sai rồi. Vì sao cõi thế gian này chúng ta có nhiều tai nạn như vậy, có khổ vui khác nhau như vậy? Vì tâm thái của chúng ta khác nhau. Tây Phương cực lạc thế giới đều là các bậc thượng thiện tụ hội một nơi. Hay nói cách khác, họ tuân giữ ngũ giới được viên mãn 100%. Họ tu thập thiện cũng được viên mãn 100%, không có khiếm khuyết chút nào. Cho nên biến hiện ra cảnh giới cực lạc. Nay chúng ta nghĩ xem, chúng ta tu thập thiện, mỗi điều cũng có khiếm khuyết. Chúng ta tu ngũ giới cũng không được viên mãn, cho nên mới gặp phải tai nạn. Thậm chí chúng ta khởi tâm động niệm hoàn toàn trái với tánh đức, cũng đã quên mất ngũ giới, lấy cá nhân tự tư tự lợi làm tiêu chuẩn, lấy cá nhân danh vọng lợi dưỡng làm tiêu chuẩn, thì có khiếm khuyết. Cho nên mới có hai thế giới khác biệt. Mà thật sự khác biệt chính là tâm thái của chúng ta khác biệt, không phải gì khác. Quý vị phải nhớ kỹ, cảnh chuyển theo tâm. Cho nên hiểu được đạo lý này, chúng ta mới biết hóa giải tai nạn như thế nào, mới biết cứu vãn nguy cơ như thế nào. Phật độ tất cả chúng sanh, Ngài dùng phương pháp gì để độ? Là dùng giáo học, tức là Ngài giảng dạy, khiến cho mọi người đều giác ngộ hiểu rõ, mọi người đều biết chuyển được tâm thái, thì vấn đề này đã được giải quyết rồi. Đây không phải là mê tín, Mà đây là chân tướng sự thật. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, cái gì phải ghi nhớ? Lúc Phật sắp diệt độ,
Ngài đã dặn dò cho các đệ tử lúc đó, cũng bao gồm các đệ tử đời sau chúng ta. Ngài đã dặn dò hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cái khổ này là gì? Người thế gian cho là khổ. Nếu quý vị tự mình thế nhập cảnh giới, bên trong chỉ có vui, làm gì có khổ. Quý vị nghĩ xem, người thế gian thấy chúng ta ăn chay, họ nghĩ rằng là khổ, rất đáng thương. Còn những người ăn chay chúng ta, khi chúng ta thấy họ ăn thịt thì cũng nghĩ rằng họ cũng rất đáng thương. Mỗi ngày họ đang uống đắng ăn độc, chúng ta còn tốt hơn họ rất nhiều. Quý vị nghĩ xem, quan niệm của mỗi một người khác nhau, tiêu chuẩn của khổ vui cũng khác nhau. Đây là người thế gian thường nghĩ rằng là khổ. Chúng ta không sợ tai nạn, chúng ta đều có thể nhận lấy. Chúng ta tu ngũ giới thập thiện, thực hành đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp là để đắp vững nền tảng, thì chúng ta niệm Phật mới sanh ra có hiệu quả. Nếu không có nền tảng này, dù có niệm Phật nhiều đi nữa cũng không được vãng sanh. Tại vì sao? Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Nay chúng ta đã có nhân duyên rồi, nhưng chúng ta không có thiện căn phước đức thì không được vãng sanh. Phật tại trong kinh lại nói, những người ở Tây Phương gọi là thế giới đều là các bậc thượng thiện tụ hội một nơi. Như vậy thì chúng ta đã biết, Phật tại trong kinh thường nói bậc thượng thiện, nếu họ không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì họ sanh lên cõi trời, phải tu thượng phẩm thập thiện thì mới được sanh lên cõi trời dục giới. Cũng tức là nói, chúng ta muốn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta phải trì giới, tức là thực hành đúng theo tiêu chuẩn của đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp, phải đạt đến điều kiện của sanh thiên thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không có chút vấn đề nào. Cho nên phải nỗ lực tu thiện, phải nỗ lực đoạn ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật, nhất định được sanh tịnh độ. Chúng ta phải nhớ kỹ, Tây Phương Cực Lạc thế giới là chỗ của các bậc thượng thiện tụ hội. Chúng ta hội đủ thượng thiện thì có tư cách gia nhập vào đoàn thể của họ. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nó có một nguyên lý nguyên tắc: thiện cùng với thiện tương ứng, ác cùng với ác tương cảm. Tạo tác ác nghiệp sẽ đi về đâu? Phật tại trong kinh điển nói cho chúng ta biết, nghiệp nhân thứ nhất trong thập pháp giới thì đã hiểu rõ, nhân duyên rất phức tạp, có vô lượng nhân duyên. Trong vô lượng nhân duyên, điều quan trọng nhất, Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ, duyên giác là tâm nhân duyên, thanh văn là tâm tứ đế, cõi trời là thượng phẩm thập thiện, từ bi hỷ xả. Cõi người là ngũ giới ngũ thường, phía dưới xuất sanh là ngu si, ngạ quỷ là tham lam, địa ngục là sân giận. Cho nên tham sân si là tam độc phiền não. Tại vì sao? Vì nó chiêu cảm là tam ác đạo. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm, tự mình phải biết cảnh giác, ý niệm này của ta vừa khởi dậy cùng với đạo nào cảm ứng. Nếu cảm ứng với lục đạo luân hồi thì lập tức phải sửa.
Trong tâm chúng ta đều niệm A-di-đà Phật thì cảm ứng với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong thập pháp giới không có A-di-đà. Muốn cảm ứng với A-di-đà Phật chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên điều này rất quan trọng. Phải buông bỏ tất cả, không nên nghĩ chuyện khác. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, những chuyện khác đều không để trong tâm. Trên sự tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, cùng với tất cả chúng sanh cư xử hòa thuận, làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Cái gì là tấm gương tốt? Trong tâm có Phật, đó chính là tấm gương tốt. Cùng với tất cả mọi người, không có phân biệt, không có chấp trước, cư xử hòa thuận. Người hiện nay trong thời đại này, thông thường tập khí ngạo mạn ganh ghét của họ rất là nghiêm trọng. Chúng ta phải làm tấm gương tốt cho họ xem. Chúng ta học khiêm nhường, chúng ta học tôn kính mọi người, chúng ta học tận tâm giúp cho người khác được thành tựu. Chúng ta phải xả kỷ vị tha, làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Đây gọi là tích công lũy đức. Kế tiếp là khứ ngũ thống, ly ngũ thiêu, có nghĩa là tiêu trừ năm thứ thống khổ hiện tại thì cuộc sống của chúng ta được khoái lạc, không còn thống khổ nữa. Thống khổ từ đâu mà có? Thống khổ đều là do tự tư tự lợi mới có thống khổ, là do danh vọng lợi dưỡng mới có thống khổ. Tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần mới có thống khổ. Tham sân si mạng là trong nội tâm của mình thống khổ, gọi là ngũ âm xí thạnh. Chúng ta phải tiêu trừ ngũ thống. Làm thế nào chúng ta được tự tại, được khoái lạc? Vậy thì phải biết tùy duyên, cái gì cũng tốt, cái gì cũng được. Chúng ta tu hành là tu điều này. Cho nên nói tu hành, hành là hành vi của chúng ta. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều là hành vi. Hành vi đã có sai lầm thì phải tu chính trở lại, gọi là tu hành. Trước tiên phải có chánh tri chánh kiến, phải cùng với Phật đồng một tri kiến. Cho nên mỗi ngày không thể rời khỏi kinh Phật. Thể rời khỏi kinh Phật thì vọng tưởng của chúng ta sẽ làm chủ. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh Phật, dùng kinh Phật để đối chiếu ý niệm của chúng ta, để đối chiếu lời nói việc làm của chúng ta. Kinh Phật là dạy cho chúng ta tu hành chính xác. Chúng ta phải thật tin tưởng. Tại vì sao? Vì kinh Phật là trong tự tánh lưu lộ ra, còn chúng ta là từ trong phiền não lưu lộ ra. Từ trong phiền não lưu lộ ra thì là thống khổ, tương lai quả báo ở trong địa ngục. Ngũ thiêu, chữ thiêu này chính là chỉ cho địa ngục. Dùng ngũ thiêu để thay cho tam đồ, tức là tam ác đạo. Quả báo khổ nhất là địa ngục. Người thật sự tu hành, quý vị nhìn thấy họ tu hành, họ được pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đây là trước mắt đã thấy được. Nếu quý vị chú tâm mà xem, thân tâm của họ khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, mối quan hệ giữa người với người vô cùng tốt đẹp. Tại vì sao? Vì họ có thành tín, khiêm nhượng, cung kính, họ sẽ được mọi người tôn kính, họ sẽ được mọi người tự động đến giúp đỡ họ. Tức là quý vị không cần cầu người khác, mà rất nhiều người tự động đến giúp đỡ quý vị.
đây là quả báo tốt thì tương lai quả báo nhất định tốt. Nếu quả báo không tốt thì tương lai quả báo sẽ có vấn đề. Chúng ta không thể không biết điều này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây.